Tối nay chúng ta sẽ test thử map mới. Chỗ này nó của cái ông Black. Hình như là nó là một cái đường hầm bí mật và trong trọng có được kho báu nữa. Thật ra là bây giờ mình sẽ test thử coi như thế nào. Anh em nhìn cái map nha. Nó có một con đường, ở đây nó có một cái lỗ. Là ở đâu cho map của mình ta? Chết mẹ rồi. Là ở đâu vậy mấy ông? Một cái cầu, gần một cái cầu anh em à. Con đường gần một cái cầu. Ở đây à? Đúng rồi, ngay chỗ này rồi anh em à. Có ba cái nhà, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái nhà, đúng rồi. Ok, tôi sẽ nhảy thử nha anh em. Đấy không, phải xe không? Cái cục gì vậy? Ừ, cái xe. Tôi trước tụi đó rồi. Chết, thắng rồi, ăn rồi. Nhanh. Kia đâu? Nhanh bạn ơi. Ừ, trước rồi, chắc rồi, xe này chạy nhanh lắm anh em yên tâm. Vô luôn nha bạn. Trước rồi, tóm rồi. Quá đã rồi anh em à. Trước là cái chắc luôn. Thời với ông trước là cái chắc rồi. Vô luôn đó. Ôi, thấy chưa? Baby có được rồi. Quậy lên. Quậy lên. Nhanh, vô thẳng trong luôn. Để báo lên nước đã. Thỉnh bên đây. Ok rồi. Ủa, adup anh em à. Mày adup sao bắn. Từ anh em ơi. Đồ bắn, kiếm cái súng khác. Adup đéo bắn được chỗ này. SLG nữa hả? Còn cái cây nào khác không? Bạn ơi, còn cái cây nào khác không bạn? Cam ở đây luôn. Ở đây thôi, tụi kia nó sẽ vào. Tụi kia vào rồi. Đi vào tới rồi. Come here. Help me. Nó chỉ có đâm xuống bằng xe hoặc là lụm mìn thôi. Mình nghe tiếng, mình quay lại. Nó có hai cửa à. Cam ở trên nhưng mà một tiếng nữa mình ra, từ không sao cả. Vô được đây. Có không, quay về. Thằng này biết hiểu ý ghê luôn, phải cứt thật. Thằng này nó hiểu ý tôi ghê luôn á. Anh em thấy không? Hiểu ý phải cả cứt luôn. Nó biết là tiếng xe máy qua bên kia thì có thể tôi kia sẽ công bằng đường kia, nó quay trở lại liền. Thật ra dưới đây vẫn còn một cửa nữa thì phải. Hình như là tôi chưa biết được cái động này, hình như là tới ba cửa lận. Hình như là mình vẫn sai, nó tới ba cửa lận. Phan hả? Động không gấp. Vẫn còn bắn ở ngoài nhiều lắm. Bắn hướng ngoài đây luôn nè, ngoài đồi, ngoài núi nè. Đợi thằng bên kia qua phụ với mình rất là đẹp. Thằng kia qua tới kìa. Thằng DH qua tới kìa. Bị bắn, thằng DH bị bắn quá trời luôn. Ở ngoài còn bắn, tôi nói thiệt với ông là nó đông phải cả cứt luôn. Cái map cái chỗ này, cứ bình tĩnh đã. Trừ khi nào mà kêu thằng DE á, nó tông cái cửa này nè. Xong mình rước cả đám mình ra thì đẹp. Phải đường này không ta? Hitman, come here. Ok anh em à, thành công rồi. Yeah, chúng ta đã bị cướp động thành công. Anh em ta cùng nhau trong pha lên đèn. Được cái thằng đi chung với mình nữa rất là tư duy. Thằng còn lại thì má tìm xe xuống để gọi là phụ rước đồng đội nữa. Nói chung mình cũng hay, cũng tốt. Thằng còn lại thì biết. Nó biết di chuyển, nó biết ngồi cam với mình. Nó không có kiểu ngu hổ báo. One go. Hai cam. Ai go? À, mình đi lấy ra trời. Nhưng sao tụi mày muốn thì tụi mày đéo đi lấy đi. Bắt tao đi lấy. Mày khốn nạn. Đó, trên kia nó bắn là lòi ke luôn rồi. Má tìm quất vậy cả cứt thề với ông nhìn kìa. Oh my god.
Ok. Xa lắm. Ôi, đi mẹ gần. Chết rồi, đằng kia bị quất chết rồi. Má, nó confirm luôn, vãi lồn rồi. Sao đằng kia không về bên đây? How many people are there? I only saw one, but they revived him, so two or maybe more. Nó nói gì vậy anh em? Tôi hỏi đi mà nó trả lời, về mình nó trả lời dài bãi cá cứt. Đéo tôi hiểu nó trả lời cái gì. Hitman à, bên đây nó công rồi nè, Hitman à, từ Hitman à. Hitman sao qua đó vậy? Hitman bỏ về. Hitman trời, grenade có khói coming bỏ về. Má, Hitman dở quá. Hitman à, đúng ra nãy tôi đẩy ra tôi chơi hai thằng này luôn á thì được, hồi nãy phải hổ báo đẩy lên chơi luôn thì được. Má hơi tiếc quá, kẹp từ hai hướng vào. Hồi nãy phải đẩy ra luôn chơi tụi này luôn á là mình mất, mình đỡ được một cánh. Hồi nãy tôi hơi nhát. Bây giờ nóc được một thằng xong đẩy. Nóc được một thằng xong cũ Hitman đẩy lên. Ba tiếc dễ sợ anh em à, khó quá. Phải mà cùng ngôn ngữ á thì mình kiểu mình còn con à thế này thế kia thế này thế kia thế kia thế nào thế loại cho ai được. Mé không có cùng ngôn ngữ á, kiểu nó bị